Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại lúc này là trước mặt các bạn là có chiếc xà lan đang tăng tốc cũng khá là nhanh. Có lẽ là tài công đang cố gắng để mà điều khiển cho xà lan mình vượt cống thành công nha các bạn. Thì có thể là do nước còn cháy mạnh nên tài công đành phải bất lực trong tình huống này nha các bạn. Thì các bạn cũng có thể thấy là những cái bộ lục bình cho theo dòng nước nhìn cũng khá là đẹp nha các bạn. Thì các bạn cũng có thể thấy là có hai chiếc ghe gỗ tranh nhau ở cống, nhưng mà cái chiếc ghe gỗ có cái tấm bạc màu xanh này mình nghĩ là bị mất ưu thế nha các bạn. Thì trong tình huống này là có thể tài công cho phương tiện mình lui về phía sau nha các bạn, bởi vì lúc này là nước chảy cũng còn khá là mạnh mà ghe gỗ thì lại bị mất lợi thế ngay từ lúc đầu nha các bạn. Thì theo như quan sát thấy là tài công đang có ý định là vượt lên lần hai nha các bạn. Hy vọng lần này là tài công điều khiển cho ghe gỗ qua cống thành công nha các bạn.
Thì sau hai lần vượt cống không thành công thì những lần qua chạm đó thì cái bao mùng dừa đã bị gắt nha các bạn. Và tiếp tục là có chiếc xà lan chở cát cũng khá là khẩm đang tiến lên phía trước nha các bạn. Thì kết quả thì cũng giống như là chiếc ghe gỗ vừa rồi, thì chiếc xà lan này cũng không thể nào mà vượt cống được nha các bạn, bởi vì là nước chảy cũng còn khá là mạnh mà công suất máy thì có hạn nha các bạn. Bánh đứng em nha, ngoài đó tự lên, bánh đứng cái này an toàn đó. Thì hai chiếc ghe gỗ là công suất máy cũng khá là mạnh nha các bạn. Khi mà tại công tăng tốc thì cái lượng ghe ở phía dưới đã chờ lên cái băng nước cũng khá là nhiều nha các bạn. Tiếp tục là chiếc ghe gỗ chờ mùng dừa dự cống phần 3 nha các bạn. Hy vọng là dự cống thành công nha các bạn.
Còn đây là chiếc giày sắt nha các bạn. Thì chiếc giày sắt này là cần phải hai người điều khiển nên mới làm tốt được công việc là đưa giày sắt vào bên trong cống được nha các bạn. Lúc này là cửa cống từ từ đóng lại nha các bạn. Thì mình nghĩ là khi cửa cống đóng lại thì âm thanh sẽ phát ra cũng khá là lớn nha các bạn.